Xin chào mọi người. David lại tiếp tục đưa ra một số các cái quan điểm về đầu tư trong cái thời gian này. Thì các video trước thì tôi thường nói về đầu tư gì với 1 triệu, 2 triệu hay 100 triệu hay 1 tỷ hay 10 tỷ Việt Nam đồng cho các cái chu trình về bất động sản, vàng hay là Bitcoin, Ethereum. Rất nhiều các cái yếu tố để chúng ta có thể nhìn nhận ở một cái quá trình tầm nhìn vĩ mô hơn một chút để chúng ta có thể xem xét. Thì nay David là một cái chủ đề gọi là đầu tư gì kỳ khủng hoảng, và bây giờ chúng ta bắt đầu mới nhìn thấy được cái sự hiện hữu của kỳ khủng hoảng, dịch bệnh hay là bão hay là rất nhiều các yếu tố mà nó khiến cho thị trường tài chính là một cái nơi cập nhật nhạy bén, nhạy cảm nhất trên thế giới này, khiến cho chúng ta sẽ trở thành một nhà đầu tư hay nhà đầu cơ hay nhà tích trữ hay là một nhà trục lợi. Vấn đề ở đây là gì? Vấn đề chúng ta sẽ xem xét ở trên cái mục tiêu là kiếm tiền với một cái khoản vốn của chúng ta để chúng ta có được cái cách để chúng ta nhân tiền mà thôi. Tránh à, chúng ta biết được là chúng ta là những người đi đầu, có được thông tin sớm thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành công mà thôi. Trong cái kỳ khủng hoảng hay là trong dịch bệnh thì người ta nói nhiều đến vấn đề buôn bán khẩu trang, đúng không? Người ta cũng lên án rất nhiều các cái công ty hay là cá nhân hay tổ chức, đúng không? Ghim giá hay là thu gom để xuất khẩu hay rất nhiều các yếu tố khác. Thì mình khoan đến nói đến cái vấn đề pháp luật, mà mình nói đến cái vấn đề là tư duy của họ đưa ra các vấn đề về gom hàng, tích trữ hàng hay bất kỳ một cái sản phẩm nào trên thế gian này, thì chúng ta cũng biết được là gì ạ? Người ta mua bán bằng các hình thức thương mại thông qua cái việc mua khi giá đang lên và tích trữ khi khan hiếm, đẩy giá vọt lên. Thì đấy là cái nguyên tắc cơ bản nhất của các việc đầu cơ tích trữ hay là các cái chu trình thương mại. Bây giờ chúng ta lướt qua các cái thông tin. Vậy thì chúng ta nhìn thấy kỳ khủng hoảng thì chỉ có giá vàng tăng lên, USD giảm xuống rất nhiều, và đồng bạc xanh thì giảm giá khiến cho giá vàng tăng lên một cách rõ ràng, đúng không ạ? 1682, sau khi chu trình của các cái vùng như 1568 hay là 1547 và bắt đầu đẩy mạnh lên vùng 1703, sau đó có sự điều chỉnh sập xuống sau cái ngày chủ nhật đã qua đi, và ngày mùng 9 tháng 3, tức là sau ngày mùng 83 và ngày chủ nhật, giá được điều chỉnh hạ xuống vùng 1657 và bắt đầu đang có cái sóng hồi bật lên ở vùng 1682. Vàng là một cái giá duy nhất mà giá đã tăng. Ngược lại thì Bitcoin, Ethereum, người ta nghĩ rằng là việc sử dụng công nghệ, nếu trong trường hợp mà gì ạ, dịch bệnh hay là khủng hoảng tài chính khiến cho các yếu tố về năng lượng hay là những vật sở hữu bởi các vấn đề công nghệ, các cái sự gián đoạn khiến cho niềm tin vào công nghệ, niềm tin vào các cái cáp quang hay là internet khiến cho người ta không thể moi được Bitcoin ra, cũng khiến cho giá đẩy đi. Thì hôm nay tôi sẽ phân tích rất nhiều. Người ta tập trung vào cái việc là nhìn thấy gói mì tôm, nhìn thấy cục vàng hiện hữu trên bàn tay của mình thì người ta có niềm tin hơn. Nhưng lúc này đây chúng ta có thể thấy được các cơ hội đối với Ethereum hay là Litecoin hay Bitcoin hay là US hay là rất nhiều các cái cặp khác, nó vẫn là một trong những cái yếu tố để chúng ta có thể xem xét. Đây là một cái điểm mà bán tháo rất là nhiều và mua của người chán và chờ cơ hội để người khác lại thèm muốn. Tất cả các đồng gần như lao xuống. Nếu chúng ta xem xét ở một cái quy trình đầu tư thì cái yếu tố mà chúng ta nghiên cứu đó là cái sự dài hạn, dài hơi và quản trị dòng vốn. Do đó tôi đưa ra các cái giải pháp để chúng ta có thể nhìn nhận, sao cho chúng ta có được cái cách để chúng ta nhìn nhận. Và tôi vẫn nói rằng đầu tư gì, cái kỳ khủng hoảng này sẽ giúp cho chúng ta có được cái cách nhìn một cách hiệu quả nhất, an toàn nhất, để chúng ta có một cái tư duy tốt nhất. Trước khi vào, chúng ta sẽ nói qua một chút về các cái tin tức trong mấy ngày vừa qua. Và trong mấy ngày vừa qua thì tôi nói rất nhiều đến vấn đề dịch bệnh. Thứ hai, cái vấn đề về tích trữ. Và vấn đề thứ ba là vấn đề giá dầu.
Thì đây có thể là những cái cơ hội để chúng ta xem xét các cái yếu tố quan trọng. Và tôi có thể lấy những cái ví dụ mà tôi có những cái tài khoản mà hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy cái giá dầu. Tôi có thể nhìn thấy một số các cái tâm điểm để nạp rút thông qua ngân lượng deposit, đúng không ạ? Và chúng ta nhìn thấy được cái việc mà chúng ta có thể mua vào khi mà bắt đáy hoặc bán ra, hoặc là tính làm sao để chúng ta có được cái cách để chúng ta nhìn nhận cái việc nạp rút tiền sao cho chúng ta có được một cái khoản lời, đúng không ạ? Các khoản nạp rút sao cho an toàn nhất và hiệu quả nhất. Thì đây là những cái yếu tố để chúng ta xem xét các cái yếu tố mang tính chất là cơ hội, và chúng ta nhìn nhận cái cơ hội đó ở một cái khía cạnh là giao dịch an toàn. Đấy là yếu tố quan trọng nhất để sao cho chúng ta có được cái tư duy về đầu tư, cũng như là các cái tư duy để làm sao chúng ta không bị mất tiền, đặc biệt là cái kỳ khủng hoảng là chúng ta phải kiếm được tiền. Thì đấy là yếu tố rất quan trọng mà chúng ta có thể xem xét rất nhiều các yếu tố, để giá vàng hay là giá điều chỉnh hay là giá khi cái chu kỳ tăng giá đi lên. Thì đấy là những cái yếu tố mà chúng ta có thể tìm hiểu. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ phân tích một số các cái điểm tin để mà chúng ta theo dõi. Thứ nhất là cái tin tức rất quan trọng trong cái thời điểm này mà tôi tập trung vào hai cái yếu tố, đó là cơ hội về USD. USD nó là đồng bạc xanh, đồng bạc xanh. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng hay USDT hay là ETH vân vân, nó liên quan trực tiếp ảnh hưởng. Thứ hai nữa, nó ảnh hưởng trực tiếp đến giá dầu và giá vàng. Thì ba yếu tố này chúng ta sẽ xem xét các cái tin tức như sau. Đầu tiên là giá đô la giảm mạnh. Đây là yếu tố quan trọng mà chúng ta theo dõi, các cái tin tức mà chúng ta phải theo dõi cái lộ trình, sau đó gắn nó với lại các tin tức cũng như là các con sóng. Lập tức là gì ạ? Chúng ta sẽ biết được các cái chu trình của giá. Cùng với sự đi xuống của USD trong ngân hàng, đúng không ạ? Cũng rất nhiều các cái chỉ số USD Index, là chỉ số đo lường biến động USD, so với 6 đồng tiền chủ chốt đã có lúc rời khỏi cái mốc 95 điểm, đúng không ạ? Do đó, chúng ta có thể theo dõi các đồng USD Index. Khi mà chúng ta theo dõi các cái đồng và các chỉ số của gần như là đây là số index, các cái chỉ số để giúp cho chúng ta đánh giá được các cái mức độ của giá vàng, hay là đánh giá được các cái mức độ của đồng euro hay một số các cái thông tin khác, thì chúng ta phải đánh giá và chúng ta phân tích được cái đồng chỉ số USD index. Thông thường đồng bạc xanh mà giảm giá thì giá vàng sẽ tăng lên, và đồng bạc xanh tăng giá thì giá vàng sẽ đi xuống. Vậy thì các con sóng chúng ta sẽ nhìn thấy, và khi giá nó hỗ trợ được cái yếu tố này thì chúng ta sẽ có cách để chúng ta hành xử trong các cái quy trình mà chúng ta nghiên cứu sau này. Vậy thì khi mà chúng ta phân tích được các cái con sóng cũng như là các yếu tố về giá, lập tức chúng ta mới đặt ra câu hỏi, vậy thì chúng ta sẽ làm gì khi mà tất cả đều biết như thế này, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ mổ xẻ như sau. Cái đầu tiên mà chúng ta nói USD mà giảm giá thì suy ra, đúng không ạ? Đương nhiên các cái cặp mà mua bán thông qua USD đương nhiên là phải tăng giá chứ ạ, đúng không? Đây là yếu tố quan trọng. Thế vậy thì chúng ta sẽ có vàng tăng giá, nhưng mà dầu đáng lẽ cũng phải tăng giá, đúng không ạ? Bạc tăng giá, đúng không ạ? Vân vân. Thông qua tất cả những yếu tố về USD giảm giá, thậm chí là ETH giảm tăng giá, hay là BTC tăng giá, hay bất kỳ một cái cặp nào đó đối kháng với lại USD thì phải tăng giá, đúng không? Hầu hết là các thông tin như thế này, đúng không? Thế thì chúng ta mới thấy được rằng là
cái việc mà chúng ta phân tích dựa trên USDT, lập tức chúng ta sẽ có các cái cặp, ví dụ như cặp euro, đúng không ạ? Rất nhiều các cặp khác, chỉ số khác mà sẽ tăng giá. Đó, vậy thì nó sẽ nhìn thấy ngay và đối kháng, và nó tăng giá dựa trên đồng euro đứng trước đồng USD. Do vậy USD tăng giá, lập tức euro giảm giá, và USD giảm giá lập tức là các đồng khác nó sẽ tăng giá. Vậy dự trữ ngoại tệ của các cái đồng tiền này, người ta sẽ bán, người ta sẽ chốt lời. Thông qua cái việc chốt lời, lập tức là gì ạ? USD sẽ cân bằng, và đồng USD càng giảm giá thì nó sẽ len lỏi rất nhiều các cái quốc gia. Do vậy chắc chắn nó sẽ không được và duy trì như này đâu. Thì do đó chúng ta mới hiểu bản chất của vấn đề là gì. Hiểu được bản chất vấn đề, nếu đồng USD suy yếu, đồng USD mà suy yếu, tức là dự trữ ngoại tệ thông qua đồng USD của các quốc gia được len lỏi, được gia tăng, và các quốc gia sẽ đa dạng hóa thông qua việc sở hữu đồng USD. Do vậy các nước chắc chắn là sẽ không làm được như vậy lâu, đúng không ạ? Vậy USD tăng giảm giá, đúng không ạ? Vậy thì chắc chắn nó sẽ có sự cân bằng. Đây là yếu tố quan trọng nhất. USD đấy, chắc chắn nó sẽ có sự cân bằng và nó có sự điều chỉnh. Đây là yếu tố rất quan trọng để chúng ta xem xét. Nhưng mà hầu hết người ta chỉ nhìn thấy các con sóng này khi và chỉ khi là nó đã được đánh xuống, nó đã được nhìn thấy trên biểu đồ. Có vẻ sự nhạy cảm của tài chính, của thị trường, đúng không? Là rất nhanh. Đó. Có vẻ USD được trữ nhiều hơn. Vì người ta thường có các xu hướng bán và chốt lời các đồng tiền khác quy về USD. Đương nhiên bởi vì euro lãi người ta sẽ chốt lời, Japan yên lãi người ta sẽ chốt lời, đúng không ạ? Rất nhiều người ta bán cái đồng tiền đang có tăng giá lên để quy về USD. Mà chúng ta sẽ thấy nếu mà Bitcoin của chúng ta mà tăng giá, chúng ta có thiên hướng bán Bitcoin đi để quy ra USDT. Đó, vậy hai yếu tố này rất quan trọng, đúng không ạ? Yếu tố số 1 đó là đồng USDT, đồng USD, đúng không ạ? USD, USD tăng giá và len lỏi vào dự trữ quốc gia, đúng không ạ? Và đây là yếu tố mà không thể tồn tại lâu. Người Mỹ có nói một câu là hoa hồng thì vẫn là hoa hồng, mà đồng đô la thì nó có giá trị riêng của nó. Thì đây là một cái câu nói hàm ý rằng là đồng bạc xanh nó sẽ len lỏi rất nhiều các quốc gia khác và gia tăng dự trữ. Và người ta thường có xu hướng bán các đồng tiền khác để quy về USD. Bây giờ USD, ngay cả bản thân chúng ta thôi, Ether mà tăng giá là chúng ta bán đi và chúng ta chờ, đúng không? Quy về USD. Vậy dự trữ của gia đình ta, dự trữ của cá nhân ta, dự trữ của quốc gia chúng ta là quy về USD. Do vậy các cái ngân hàng sẽ có xu hướng điều chỉnh tỷ giá. Đây là yếu tố mà kinh tế vĩ mô mà tất cả các trường đại học cũng như là rất nhiều các bạn nghiên cứu thì chắc chắn là đây là cái yếu tố quan trọng nha. Thế thì khi mà chúng ta biết được các quy trình này rồi, bây giờ chúng ta xem tiếp một cái đồng Canada, USD Canada, hay là USD Japan Yen, USD Canada, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy. Đó. USD tăng giá, giảm giá khiến cho đồng USD giảm giá, đúng không ạ? Đây là cái mà chúng ta xem là tại sao USD đáng lẽ là USD Canada phải sập rất mạnh, nhưng USD Canada lại tăng theo giá dầu. Đấy, bây giờ chúng ta lại bắt đầu tiếp theo, bắt đầu chúng ta mới suy đoán tiếp một cái cơ hội nữa. Banh sẽ có xu hướng điều chỉnh, đúng không ạ? Nhưng mà đồng Canada, bây giờ vậy đồng Canada, USD, CAD, lại tăng giá, bởi vì nó liên quan đến giá dầu. Và giá dầu, thực chất là một quốc gia Canada có một cái tỷ lệ quyết định đến giá dầu rất là nhiều. Do vậy là thông thường nó sẽ chạy theo sự ngược giá của đồng USD, và đồng Canada nó sẽ tác động trực tiếp vào cái vấn đề về giá dầu,
Đó, đó chính là cái yếu tố mà chúng ta cần phải theo dõi. Sau đó chúng ta theo dõi tiếp đồng USD, AUD, USD, đúng không ạ? Cũng có một cái điều chỉnh, đúng không ạ? À, đồng này chúng ta cũng thấy có sự cân bằng giữa 0.6, đúng không ạ? Giữa đồng một cái đồng của hôm nay, đồng của Úc, đúng không ạ? Giảm giá và USD đang chiếm cái tỷ lệ giảm giá khiến cho đồng AUD phải tăng cao, khiến cho gì ạ? Cái sự cân bằng giữa AUD chính phủ phải can thiệp khiến cho có một cái chân nến nới rộng cái khoảng cách, đúng không ạ? Như thế này. Rồi. Và từ những cái việc này chúng ta bắt đầu mới thấy rằng các chính phủ bắt đầu gì ạ? Sẽ có những cái gói kích cầu, bắt đầu có những cái cách để gì ạ? Giảm cái sự tăng trưởng của cái việc đa phương hóa chữ đồng USD thông qua việc đồng USD nó len lỏi và nó giảm giá, khiến cho chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy đây. Tiếp theo chúng ta theo một dõi một cái đồng USD Japan Yen nữa, đúng không ạ? USD Japan Yen thì nhìn thấy ngay lập tức, đúng không ạ? Đồng USD giảm rất là thảm, khiến cho chúng ta nhìn thấy đó, USD đứng trước giảm và Yên Nhật bắt đầu gì ạ? Tăng rất là mạnh, khiến cho cặp USD Japan Yen xuống mức là 101, là một trong những cái đơn hàng mà gì ạ? Chúng ta nhìn thấy cái sự giảm giá của đồng USD so với đồng yên, và đồng yên tăng giá khủng khiếp giống như cái đợt mà sóng thần chúng ta có thể nhìn thấy. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn thấy và chúng ta phân tích được toàn bộ các cặp USD rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Một là các tin tức ảnh hưởng, các cái vấn đề về tỷ giá, USD giảm mạnh khiến cho đa phương hóa, đúng không ạ? Sau đó chúng ta bắt đầu mới phân tích dựa trên các yếu tố về giá vàng, lo ngại về dịch bệnh, đúng không ạ? Dịch bệnh và suy thoái khiến cho người ta nhìn thấy những cái hiện hữu ở đây là vàng, là bạc bắt đầu tăng cao, đúng không ạ? Các nhà đầu tư toàn cầu đang đổ xô mua tài sản trú ẩn, đúng không ạ? Do vậy chúng ta nhìn thấy được các chính sách tiền tệ rủi ro khi suy thoái lớn, bắt đầu nhìn thấy lớn dần, và dự trữ vàng ETF đang ở mức kỷ lục, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã xuống dưới 0,5%, mức thấp chưa từng có. Và thế giới đang có làn sóng đổ tiền vào công cụ trú ẩn vàng thường hưởng lợi. Thị trường lo ngại tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nữa và việc kéo dài sẽ đẩy vàng tăng cao. Đấy là yếu tố số 1. Yếu tố số 2 là các nước bắt đầu châm ngòi cuộc chiến giá dầu. Tương lai dầu chỉ còn 20 đô một thùng tới đây, thay vì siết nguồn cung để trợ giá đó. Thế thì khi mà cung mà nhỏ hơn cầu lập tức giá sẽ tăng, và hiện tại nguồn cung đang thừa mứa, đúng không ạ? Do máy bay thì không khởi động, giá trị hàng hóa xuất khẩu cũng như là các cái con tàu nó gì ạ? Không vận chuyển nhiều khiến cho gì ạ? Lượng dầu là tiêu thụ kém đi, đặc biệt là hai ba ông lớn Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, đúng không ạ? Giảm cái tỷ lệ mà sử dụng dầu khiến cho giá dầu đang thừa mứa, lại cộng hưởng với các nước của OPEC, đúng không ạ? Là thừa mứa nguồn cung, đáng lẽ phải thắt nguồn cung vào để kích giá và gia tăng được các vấn đề giá, nhưng mà hiện tại các chuyên gia đang dự báo sẽ giảm đáng kể khi nhà sản xuất lớn của OPEC và ngoài OPEC sẽ chuẩn bị cho một cuộc chiến giá. Nghĩa là gì? Nghĩa là thả nổi, được xem là bước ngoặt bất ngờ chưa từng có. Và hiện tại người ta buông vì dịch Covid đang lây lan. Các phân tích kỹ thuật bị phá vỡ và các bối cảnh mà các ông lớn đang định vị trong đầu là 20 đô một thùng thôi. Tôi sẽ cho các anh Đức, đúng không ạ? Với mức 20 đô một thùng trong năm 2020 đang đến. Ông này là một cái cố vấn cao cấp Trung Đông của Exxon và CEO của Dragon Venture, đúng không ạ? Tại Mỹ bình luận hôm 8 tháng 3 định giá luôn là mức 20 đô, và hôm nay là gì ạ? Cuộc chiến kéo dài khiến cho giá đã xuất hiện ở vùng 28 đô. Thì đây là một trong những cái yếu tố mà chúng ta xem xét được các cái mốc hôm nay điều chỉnh lên, đúng không ạ? Từ vùng 26 đô, hôm nay thấp nhất đó là 27.29 và điều chỉnh lên 33 đô, tức là rơi vào 6 đô, và lúc tối bắt đầu điều chỉnh xuống và đang ở cái mốc này. Đó. Và người ta nói rằng là gì ạ? Các cái mốc mà không trợ giá khiến cho
người ta đánh giá là sẽ về 20 đô một thùng. Nhận xét được đưa ra trong bối cảnh giá dầu giảm 30% trong năm và Saudi Africa được tuyên bố sẽ giảm giá dầu quy mô lớn với cam kết cắt giảm sản lượng khối OPEC. Và từ ngày 1 tháng 4 chúng tôi sẽ bắt đầu hoạt động mà không cần bận tâm đến hạn ngạch hay cắt giảm sản lượng gì trước đó. Tức là sẽ cuộc tuyên chiến giá dầu, vậy thì cơ hội nó sẽ nằm ở đây. Điều đầu tiên, chúng ta sẽ nhìn thấy oil có cuộc chiến giá dầu 20 u trên thùng, đây là yếu tố đầu tiên. Thứ hai là vàng, đúng không ạ, và Covid khiến cho giá kích hoạt 1.700, đó là các mốc. Rồi thứ ba là USD thấp nhất với cái index nó rơi về vùng 94, đúng không ạ, đây là cái yếu tố quan trọng. Vậy thì sẽ có hai giải pháp. Giải pháp số 1, nếu mà chúng ta đã trễ về đầu tư, chúng ta không mua vàng, đúng không ạ, không mua, lập tức chúng ta sẽ chờ sóng điều chỉnh để bán ra. Rồi thứ hai, USD giảm mạnh thì chúng ta chờ điều chỉnh để mua các yếu tố mà USD đứng trước, hoặc bán ra khi các thông tin điều chỉnh. Vì USDT, USD giảm xuống là chắc chắn là không có chuyện đấy một cách dài hạn rồi. Vậy thì thông thường Bitcoin hay là Ethereum nó giảm hay nó tăng mà USDT không tăng hay không giảm, tức là có một cái mức ổn định, thì chúng ta sẽ khó có thể mua và có sự bật lên một cách nhanh chóng. Nhưng ở đây USDT giảm rất mạnh khiến cho chúng ta có thể thấy được là cái yếu tố về sự hồi giá rất là nhanh nhé. Đấy là cái yếu tố, bởi vì sẽ có sự can thiệp của chính phủ, đúng không ạ, có sự can thiệp, đấy là yếu tố mà chúng ta có thể xem xét. Yếu tố số 2, giá dầu chúng ta bắt đầu có thể mua khi điều chỉnh đó. Thế thì hiện tại chúng ta nhìn thấy ETH và BTC hay là NEO, đúng không ạ, đang rất thấp, cộng hưởng với lại USD UD thấp chưa từng có. Do đó chúng ta liệt kê, đáng lẽ USD phải rất cao, đúng không ạ, phải rất cao thì các cặp khác giảm thì gọi là có lý, đúng không ạ. Bây giờ chúng ta sẽ trở về các yếu tố mà chúng ta xem. Đáng lẽ XRP hay là BTC, đúng không ạ, phải rất cao bởi vì USD hạ. Đấy là yếu tố quan trọng để chúng ta đánh giá một cái xu thế. Vì Bitcoin cộng Ether cộng Litecoin cộng ETH, thông thường người ta quy ra USD là chính, đúng không ạ. Ví dụ 7821, nhưng bây giờ ETH, BTC nó đang giảm giá so với USD. Ngay cả bản chất của đồng này nó cũng giảm giá, thay vì các yếu tố mà USD tăng giá khiến cho các đồng khác giảm giá. Do đó chúng ta tìm hiểu, chúng ta mới thấy được là cặp USDT cộng hưởng với BTC giảm khiến cho là gì ạ, USD giảm điểm và giá trị của BTC cũng giảm điểm, khiến cho cái điểm hồi của nó rất là tốt và trong tương lai rất là kỳ vọng. Rồi tiếp theo thứ hai nữa, việc điều chỉnh USD sẽ có những bước tiến. Rồi ok, vậy thì giải pháp chúng ta làm gì? Đầu tiên chúng ta sẽ xem các cỗ máy quét của XTB và đưa ra các cái chu trình mua bán linh hoạt. Đầu tiên chúng ta cài đặt và thông qua một cái sàn giao dịch gọi là XTB. Đó, chúng ta vào xtb.com.vn để chúng ta tham gia xtb.com.vn.
Chúng ta có thể đăng ký và giao dịch thông qua cái link của David là xtb.com.vn, cái mã IP là 36316037. Thì ở dưới cái link video này thì David sẽ bắt đầu thực hiện để hướng dẫn cho các bạn. Và các bạn có thể Zalo 0987732228 ở trên màn hình để chúng ta có được cái cách kết hợp để chúng ta có thể mua và chúng ta thực hiện các cái quy trình. Trên đây nó là một cái sàn đầy đủ, gần như là full option các cái giao dịch của chúng ta rất là nhiều. Thông qua Extension File có thể mua chữ Bitcoin, Ethereum, nó là tất cả tích hợp trong một, có thể mua vàng, mua dầu, mua rất nhiều cái. Và cái cơ hội của chúng ta có thể bán giá vàng ra, đúng không ạ, rất nhiều. Chúng ta có được, nhưng đặc biệt là chúng ta sẽ thấy được các cái máy quét để chúng ta tìm hiểu về các cái mốc giá, cũng như là phân tích thị trường, cũng như là đưa ra các yếu tố về biến động nhất. Chúng ta có thể nhìn thấy các cái chỉ báo, đúng không ạ, các chỉ báo Pivot Classic, đúng không ạ, rất nhiều các cái chỉ báo ở đây. Và thông qua các chỉ báo biểu đồ nến, các cái thông tin về xu hướng, các cỗ máy quét cổ phiếu, cũng như là đưa ra các giải pháp để chúng ta xem được cái xu hướng thị trường với các cái cặp, đúng không ạ, US, đúng không ạ, USD IOT, đúng không ạ, rất nhiều. Chúng ta có thể đưa ra xu hướng tốt nhất, xu hướng cho crypto, hay xu hướng về chỉ số, hay xu hướng về forex, hay rất nhiều các xu hướng khác. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy các cái chỉ số của stock, là các mã cổ phiếu, các cái chỉ số commodity, cà phê, cotton, soybean, ngô, khô đậu tương, đúng không ạ, các chỉ số của chứng khoán châu Mỹ, các chỉ số của US 30, các cái yếu tố về index, rồi các cái hàng hóa về forex, foreign exchange, hay là các hàng hóa về gold, về vàng, hay rất nhiều các yếu tố để chúng ta có thể theo dõi. Từ đó chúng ta xem xét được các cái quy trình và khi chúng ta tìm hiểu được các con sóng cũng như là đưa ra thì chúng ta bắt đầu có một cái tầm nhìn xa để tránh được mất tiền trong cái thông qua XTB. Sau đó tìm hiểu Extension File đó, và chúng ta bắt đầu mua chữ dầu và kỳ vọng lãi suất đó, và chúng ta sở hữu vàng và bán ra chờ thời điểm vàng hạ giá. Vì sao lại như vậy? Vì thứ nhất là chúng ta phải quan điểm đó là đầu tư chứ không chơi. Nhớ là đầu tư chứ không chơi, hãy nhớ điều này, đầu tư chứ không chơi. Bởi vì 95% bị thua lỗ khi chơi, đây là yếu tố quan trọng. Chúng ta chữ không chơi, không lướt sóng, bởi vì chúng ta sẽ say sóng. Hãy nhìn tất cả các tài khoản ở đây, hầu hết là người ta không chơi, người ta chỉ lướt sóng khi và chỉ khi thì người ta hiểu về thị trường, còn chúng ta không, đúng không ạ? Chúng ta đầu tư một khoản tiền, ví dụ 30.000 đô, chúng ta lãi 10%, đúng không ạ, trong đợt chúng ta có được 30.000 đô thoát, sau đó chúng ta để tài khoản về trạng thái không, sau đó chúng ta sẽ nạp sau khi mà chúng ta xác định được các yếu tố về tăng giá hoặc là giảm giá của một cái chu kỳ. Thế thì cái việc này sẽ giúp cho chúng ta hiểu được là vì sao tầm nhìn lại rất quan trọng, chữ chứ không chơi, không lướt sóng. Rồi thứ hai nữa là nhìn các cơ hội chứ không chú trọng vào các cơ hội ngắn, các diễn biến ngắn. Điều gì sẽ xảy ra khi dịch Covid họ ngăn chặn một số các thông tin, khi mà Mỹ đã chế ra được những cái biện pháp cũng như là các vaccine, đúng không ạ? Lập tức các cái doanh nghiệp sẽ kích hoạt các cái yếu tố về xuất nhập khẩu, cũng như là di chuyển các cái công ty du lịch, các cái cảng hàng không, các cái vấn đề chuyên cơ,
rất nhiều khác cái khác nó sẽ phải sử dụng dầu và giá dầu sẽ tăng giá. Và người ta đánh giá rằng là giá dầu sẽ tăng rất là mạnh mẽ khi mà các cái tin tức được ok. Vậy nếu trong trường hợp chúng ta hiểu được cái điều này, lập tức là gì ạ? Chúng ta biết được giá 31 đến 35 là chúng ta là ăn 5 giá. Nhưng 5 giá đã chốt chưa? Thì là chưa chốt, chúng ta phải kỳ vọng đến 44, 47 và 54. Chúng ta biết rằng giá để chi phí sản xuất một thùng dầu hiện tại đang rơi vào khoảng 40 đô một thùng, đúng không ạ? Người ta đánh xuống 22 là sự đấu nhau của các cái tập đoàn. Nhưng nếu trong trường hợp chúng ta hiểu được cái điều này rồi, lập tức chúng ta có cái cơ hội của việc mua khi giá giảm xuống. Rồi, tiếp theo tôi nói rất nhiều về vấn đề giá vàng. Giá vàng liệu có ở giá này mãi không? Xin thưa rằng giá vàng chắc chắn là sẽ không ở giá này mãi, bởi vì chẳng có cái gì lên mãi và chẳng có gì xuống mãi cả. Giá vàng hiện tại đang cao nhất mọi thời đại, cho là như vậy đi, đúng không ạ? Trong thời gian này, cái thời kỳ cao nhất của nó rơi vào khoảng độ 1.900 cơ, nó sẽ test lại cái mốc này 1.912 cơ, đúng không ạ? Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu trong trường hợp giá vàng lên 300 đô la nữa, tức là lên 1.900? Liệu nó có lên mãi nữa hay không? Xin được rằng chưa chắc nó lên mãi. Và nếu nó lên mãi mình chịu đựng được cái mức tài khoản như thế nào, đúng không ạ? 300 đô, đúng không ạ? 6 triệu cho một lượng vàng ra sao, đúng không ạ? Giá 5 triệu và bây giờ thành 8 triệu một lượng vàng, ví dụ như vậy. Chúng ta sẽ có cách để chúng ta biết được là bán ra khi nào. Và đương nhiên càng lên mạnh nó sẽ xuống mạnh, và đương nhiên càng xuống mạnh nó sẽ có một cái chu kỳ lên rất mạnh. Đó là những cái quy trình mà chúng ta biết được. Cũng như chứng khoán, rất nhiều các cái con nó xuống rất là mạnh và nó có sự hồi, ví dụ như FLC, thậm chí tại Việt Nam cũng vậy, các cuộc chơi về giá đều do các ông lớn làm, cũng như là các cái yếu tố xem xét. Vậy thì từ cái yếu tố này, trong trường hợp USD giảm như vậy thì giá vàng tăng lên, vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chính phủ Mỹ can thiệp để đồng USD tăng giá để gì làm giảm cái vấn đề về sự suy thoái len lỏi của đồng USD thông qua các cái yếu tố mà giá trị của nền kinh tế khác người ta muốn tích trữ đồng bạc xanh, khiến cho gì nền kinh tế Mỹ khủng hoảng. Từ đó đồng bạc xanh có sự điều chỉnh khiến cho giá vàng sẽ hết nóng và nó sẽ điều chỉnh. Giá thì thường là sẽ có điều chỉnh về đường giữa của Bollinger Band và Ichimoku. Vậy tôi kỳ vọng rằng nếu là biểu đồ tháng, trong trường hợp trong thời gian tới hết khủng hoảng có thể về 1438, đấy là cái yếu tố mà hoàn toàn có thể xảy ra. Và test các mốc giá, ví dụ nó phải test 1780 là các mốc giá rất cao, đúng không ạ? Và ngược lại, nếu trong trường hợp trong trung hạn, đúng không ạ? Giá hoàn toàn đi về đường giữa của Bollinger Band và Ichimoku ở các vùng 1646, do vậy là gì ạ? Nó xuống tầm 30 đô, 30 đô nữa hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng vấn đề tài khoản của chúng ta là một trong những cái tài khoản không phải trade mà được chữ thông qua cái việc chúng ta mua chữ giá vàng. Hay là tài khoản chữ trong giá dầu thì chúng ta sẽ phải sử dụng như thế nào? Và để biết thêm chi tiết cũng như là có được những cách và những cái tầm nhìn thì chúng ta có thể tìm hiểu và đưa ra các cái mô hình linh hoạt trong xtb.com.vn ở dưới cái link video này, sau đó cùng tôi để nhìn ra các cơ hội để chúng ta có thể kiếm lời. Và cơ hội lần này cho chúng ta đối với giá vàng, giá dầu, giá euro, giá ETH, đúng không? Và Station 5 có cái cách để chúng ta mua đối với BCH là sao, chúng ta mua được bao nhiêu đối với BCH, các cái lệnh, đúng không ạ, mà BCH chúng ta đưa ra các yếu tố mà chúng ta có thể theo dõi, mua 0,1 BTCH, BCH chúng ta mua được 0,1 Bitcoin, đúng không ạ, chúng ta mua XRP theo một cái lô, đúng không ạ, để chúng ta biết được các cái tỷ giá Stella, chúng ta mua 1.000 Stella là sao, đúng không ạ? ETC Classic, đúng không ạ? Mua tối thiểu là 10 ETC ra sao? Từ đó chúng ta có cách để chúng ta chữ. Chúng ta chờ điều chỉnh của USD tăng giá khiến cho tất cả các hệ thống sẽ tăng giá tiếp theo. Và từ đó chúng ta có cái cách nhìn. Và trên đây là cái cơ hội trong cái kỳ khủng hoảng này. Thì mọi người có thể đăng ký ở xtb.com.vn và cùng David, sau đó là Zalo, và hy vọng rằng chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta nhân tiền. Và xin được cảm ơn mọi người.